Xin chào mừng anh em, hôm nay mời anh em cùng theo chân mình hành trình show rất là đặc biệt đối với mình nha. Ngày hôm nay mình có hai suất anh em. Suất sáng đó mình làm một cây ở gần nhà. Quan trọng là cái suất chiều nay, là cái hành trình show chiều nay đó, mình sẽ làm với nguyên một band nhạc rất là vui. Anh em nhớ theo dõi nha. Hello anh em, anh Mẫn kêu tôi gắn quay khơi khơi, quay hành trình vậy nè. Quay hành trình chứ quay họp gì nè. Quay cái ông kêu tôi, ông đang họp với mình cũng phải quay ông luôn nè. Đó. Để không ơi. Đi dưới khang đây. Đi khang quang đi dưới khang thì anh thắt âm là nhỏ đưa đường bự đem đẩy cướp chút. Không có bỏ vô cướp đường đường đi. Hả? Không đổ không? Thôi được rồi, vậy được rồi. Mày nhét cái gì càng càng nặng vậy? Nặng thiệt rồi đó. Nào, nó mới gây cái gì à? Nó có cái chân gì đó. Cái chân gỡ kiệt rồi. Gỡ được có một cái à. Phải, đi anh em ơi. Có một điều rất là thú vị là sáng nay tất cả các anh em khay bo đều là một cây không à. Rồi chiều nay mới tập trung lại cùng đi một show band rất là vui. Vui hay không chưa biết, chưa thấy bầu trời là vui lắm rồi đó nha. Anh em band mình làm việc rất là đúng giờ, gặp chú guitar dọc đường luôn, tới biệt thự luôn. Này dinh thự à chứ không phải biệt thự. Chúng ta tới cùng nhau. Nó tới trước à. Bây giờ nó đợi nó lâu quá, giờ nó biết nào nếu đợi nó hồi nó lên xét đâu có kịp. Giờ ra cái dưới này. Nó lấy đèn cái đồ gì đó. Làm trước này nghe hồi nó đưa lên nó lẹ. Gặp chú Bảo ở gần gần Bắc. Anh tới nãy giờ 10 phút gì hả? Anh hả? Rồi có anh tới nãy giờ anh tới đây là 2:40 á. À. 2:40. Đã sợ trời mưa nay như sớm. Ừ. Sợ về. Alo. Khang lúc nào không buồn ngủ? Nó gặp nó là buồn ngủ không khi nào tỉnh táo được vậy. Hello anh em, chúng tôi đã tới rồi. Mạnh lắm. Nó báo anh em thằng Khang chở anh Mẫn mà nó tôi tưởng anh Mẫn rớt sang hè luôn rồi. Nguy hiểm quá. Nó chạy tốc độ quá, thôi chạy xong khỏi thầy giáo đâu rồi, nó dễ gì nó theo kịp. Trời ơi, dễ gì. Cầm luôn á. Ừ. Ừ. Chạy tới rồi than với anh Xuyên buồn ngủ quá. Trời ơi trời, vậy nó chạy lẹ đặng đi ngủ. Gì á, sao mới cay chứ phải không? Mới ngăn chặn đầu mối rồi, mới chữ đầu mối ngăn chặn rồi. Chứ ai đâu mà biết gì đâu Khang. Phải đi. Ờ vậy phải không? Anh bên phải, ông gõ bên trái. Rồi mày chấm keo chưa? Chấm keo chỗ đó đúng rồi, không? Rồi chỗ này nè. Chấm keo. Chỗ này là anh Xuyên gấp chống nè, chỗ ông gấp chống đi. Trong đây là mấy cái xe nè. Khang nói đâu này, gần đi. Quán đó chờ uống hả? Đi quán đó, quán giỏng đó, không có cà phê uống đâu. Nó để quán nhậu quán cà phê đó. Mà cà phê đó là cà phê có uống bệnh. Uống mệt
Bệnh. Chịu khó chạy xe, lấy xe chạy đặng á, chạy đặng ngon hơn. Thôi uống gần đi, có gì người ta kêu qua dễ quá. Qua uống trà đường đi, uống cà phê, uống cà phê, uống trà xanh á. Sự tích trên con gì cũng phải đây hả? Bảo như con lưỡi đâu cắm đâu nặng hả? Trà trà chanh đường em vừa cái gì vậy? Vậy thôi cho đổi lại trái dừa đi. trái dừa là trái dừa đâu phải lấy trái dừa trái nữa ngược lại. Chị mình có mì gói gì không chị? Cô chủ mặc áo mà hồng và ba hồng luôn đẹp quá. Ủa, lâu lâu ta gặp nữ mã bà ba khen chứ. Nào giờ tôi chưa thấy nha. À, trời ơi. Nhiều khi còn thấy ghê ghê lắm. Chú làm chết luôn. Quýnh nó sợ quên thấy mẹ. Mẫn. Dạ. Ủa, con mình đó vậy? Bảo đánh à. Ông Khang lấy tiền xong gì xài hết là ông quên rồi. Tôi sợ ông quên mẹ luôn á. Đến đánh là tới đâu ta nhớ từ 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 tới đó. Mẹ chịu gì? Đó còn 7 18 triệu. Lâu lắm rồi. Chia tới 16 người hay gì mà em. Bài hotel đồ này kia giờ đợi nó ít. Chia 16 thì người hai chị ngày người 1 triệu mấy thì ra 17 triệu. Bên 5 nè. Rồi mấy ca sĩ nè. 5 hay 6 ca sĩ gì đó. Chia mười mấy mà đó là có tính lần rồi bữa chia 16 ra là đâu mình. Không phải chia vợ chắc 20 quá không chia 16 rồi chú Bình Tiên hả? Bình Tiên hả? Bằng có bằng có lộn không có bằng không bằng anh em thấy cái nhà không à. Nay mình khai trương cái nhà này à, mới bước vô rồi nói gì đây quán thương nhớ đó hả? Ở gặp mày đó. Nhân cái ông sừng. Anh nhân ghê thiệt tới luôn rồi hả? Ôi trời ơi ba ơi. Ba can trong vòng 4 giờ rồi. Ghê thiệt. Đó, chạy mấy ơi. Nãy giờ kêu được cái cho không có cho khiên đó, có ai nữa lo. Có ai nữa lo. Góc mà để cho cái ông nó gần bước trời không nổi. Đó thờ đó. Anh sao đi đuổi chơi không? Nó thờ đó. Tích mình. Đâu có đứng ai nữa. Rồi chúng nó anh đưa xuống qua đây nè. Bây giờ anh cho ông nhanh vô giữa làm cái gì luôn á. Thôi không được. Thì hồi Thành vô đây đứng thổi đúng rồi. Ta che đựng chỗ nữa không có, để cho kèn ta vô đây người ta biểu diễn đúng rồi. Kèn ở đây nè. Kèn ở giữa. Kèn muốn đi vô vòng vòng rồi đó. Dạ, chỗ này tắm thì nấu như tức không? Có này mình tắm rồi nữa rồi. Rồi tới đó nó từ thôi qua đây có được hai con cô à. Tao muốn đi sao tao đi quyền của tao. Tao có thôi. Tự chở lui đâu không chứ. Không có chở lưu theo mà. Dễ ăn quá. Tao có chở khạp lưu theo mà Khang nói gì á. Lại nó đi. Đẹp chấm cơm nên đi vậy trời. Đem chơi. Có một gian rồi chậm không có được. Phải ơi. Chưa, hai cái hũ quá nên nhăn vô đem lên mọi người. Quan trọng là hai cái hũ đó nữa đó. Ông chưa có đem hai cái hũ lên mà đứng đứng cái gì. Để ông đem vô để coi sao nha. Thank you.
Đây anh, bữa nay mang cái phím dày dưới đó. Thế là lạ. Hỏi lúc dài. Hỏi lúc dài nữa. Có điện chưa? Em qua bên kia Quý rồi. Hả? Em qua bên kia. Chú Bảo đứng đâu? Chú Bảo xuống dưới đây rồi. Em trên đây nè, anh đây rồi. Rộng rồi. Khang phía dưới luôn hả? Ừ, Khang xuống dưới đây. Tiệc tăng gia lâu đài rồi đó. Ừ. Ừ. Mặt trong ổng cái hạt đền chết luôn. Anh ta đền đó mà đền. Vô cài ổng chứ. Rồi, rút đi. Nói đây còn được nữa đó. Kẹo keo ngoài đầu đây luôn đây nè. Ê, khoan lấy cục măng keo coi. Rồi, xong rồi đó. Rồi, đi làm đi. Chưa vô em. Ừ. Nhỏ tí xíu nữa. Rồi xong. Rồi, tiếp đi. Về đây vậy. Đi về liền đi. Ừ. Này hả? Đâu? Ở cái này của anh đó. Phải cái sao tí giống vậy nha. Giống vậy mới được nha. Còn có cái đâu mày ra không đúng rồi nha.
chưa. Oh,
Anh Xiên The Room. Đây là anh Nhân. Anh Nhân Bon Girl Cần Thơ nha. Đây là anh Khang, biết rồi ha, ai cũng biết rồi. Thằng trai rồi. Đây là chú Bảo. Dễ thương vô tính nha, chú Bảo guitar. Đây là Thành. Đây quý già, còn Lý Giang đi. Đây là Thành kèn Cần Thơ nha. Saxophone rồi vậy. Cái gì kêu show Thành nha. Nhưng mà kêu Mẫn đi, kêu Mẫn bóc show Thành. Okay. Thành này chuyên thổi kèn cho mấy anh em nam trong ban nhạc. Có Thành mới sướng nha, còn không có Thành anh em không có sướng. Rồi đây quý già. Quý già với tụi á. Bạn bóp thật. Em là trái là sai, là em sai trái nhiều lắm á. Em nói anh em là sai là trái, là sai trái rồi. Thank you.
xin được cơ quan chào đón cùng thưa quý vị. Và xin được chào kính mời tất cả quý vị khách quý đến thăm dự buổi tiệc mừng tân gia nhà mới ngày hôm nay. Xin mời tất cả quý vị chúng ta bước vào những bàn tiệc đang chuẩn bị sẵn tại tân gia nhà mới để chúng ta bắt đầu chứng kiến những lời khen trong buổi tiệc tân gia ngày hôm nay. Một lần nữa thay lời cho ban tổ chức buổi tiệc mừng tân gia của gia đình anh Quốc Tuấn và chị Kim Loan xin được chân thành cảm ơn và xin được trân trọng kính mời. Chào mừng tất cả quý vị khách quý đang đến với tiệc khai mạc chương trình trong buổi tiệc tân gia. Chương trình ảnh quốc tướng của chị Tiết Loan ngày hôm nay. Và ngay bây giờ xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị khách quý chúng ta cùng lãnh đồng trong giây lát và gửi mắt về khẳng lệ tân gia ngày hôm nay và dành một tràng pháo tay thật nhiệt liệt để chào đón chương trình những tiết lệ khai tiệc trong buổi tiệc tân gia mừng nhà mới của gia đình anh quốc tướng chị Tiết Loan. Xin được phép bắt đầu. Ngày hôm nay thì các biệt thự thật hoành tráng rất xinh đẹp được mọi người ngưỡng mộ đã được hoàn công. Để mừng các gia đình anh Quốc Tướng và chị Tiết Loan có một căn biệt thự thật là xinh đẹp nhân ngày 12 tháng 7 năm nhâm dần với tiệc tân gia mừng nhà mới chính thức được tổ chức tại gia đình anh Quốc Tướng và chị Tiết Loan. Cho phép chúng tôi thay lời cho ban tổ chức buổi tiệc tân gia ngày hôm nay xin được thân hoan chào đón toàn thể quý vị khách quý và xin kính chúc quý vị lời chúc sức khỏe, lời chào mừng đón nhiệt nhé. Thay lời cho ban nhạc Trung Như cũng như tất cả quý vị khách quý. Một sáng tác nhạc sĩ Trúc Hồ và hát được mang tên Tình Như và Đáng. Xin mời mình cùng thưởng thức nào. Tình như vật nắng.
Xin cảm ơn giọng hát rất là hay, rất là của Bích Ngọc. Ngày hôm nay sẽ đến tất cả quý vị bài hát của Martin Lá Thư Đô Thị. Chúng ta hãy dành một chào tay đến chào đón tiếng hát của Dượng Sáu đi ạ. Xin mời. Hết dám lên hát. Tiếc.
cảm ơn giọng hát là hay của cô rất là nhiều. Và đi
Xin được cảm ơn giọng hát hay của chú Quốc Dũng rất nhiều ạ. Dạ. Con cảm ơn chú. Vâng, và liên tục chương trình hôm nay, tiếng chú xin được trân trọng kính mời đại diện hệ thống đại lý đến từ Kiên Giang ạ. Xin được trân trọng kính mời ạ. Thank you.
như ngàn mách sao lên trong màn đêm lâu lâu đẹp xinh nhiều những phút thâm tiên bên nhau lòng đất đây chào đau trong lòng anh đang đầy đủ mình yêu nhau đi và yêu nhau hỏi chết em dạy bên nhau đừng say xuống khúc nhạc đây mình đi bên đây qua chơi với tụi em nha. Ừ. Cảm ơn Thành qua là thổi cho sướng nha. Ông này quen quá, thổi cảm ơn đi. Ông này sợ camera rồi. Sợ lắm. Ừ. Ông này muốn rồi. Trên phố con nghe chạy anh em ơi. Có nghe tầm xót xa đau. Em rời quê ngày đó. Anh đi nói trời kéo lời chúng mình hai đứa xa. Nhìn thằng Thảo anh thấy chưa? Và nghe em rất phục là không nhờ. Biết tim và biết em thôi. Bạn em ơi phút là không nhiều biết kia dạ. Ủa đang làm gì hả? Đang quay clip. Ủa đang quay clip hả? Đang quay clip hả? Anh với chúng tôi làm sao không được nghỉ rồi à? Nhiệm tình ta bên giường quay có mây gió. Dù biết rằng yêu là đau khổ nhưng không yêu lòng anh càng vô lễ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chỉ cho lòng anh em ngồi sầu cho tình nào phai nhạt. Đó là bài hát đơn tên Võ Thị Hồng Yến đến từ Việt Quảng. Bác chị bán nha, hãy đến cho em rồi biết ạ. Chú Bảo là show này chú Bảo gần nhất á. Chú Bảo gần cái show này nhất. Đúng không? Chú Bảo gần nhất. Ờ. Chết cha như vậy thôi chả hô rồi. Ở khang thì tình chứ. Sáng mơ hả? Để đăng lên Facebook rồi. Khuyến mãi đi, chăm gửi. Chăm gửi à? Ok. Yeah. Bao hồng luôn hả? Thằng này mơ đợt chăm gửi bao hồng nha. Dễ đẹp dễ thương. Chưa có vợ, xếp có vợ à? Em bao phòng luôn phải không? Cái phòng luôn phải không?
Ok ok. Ê, trời đất ơi. Trời đất ơi, sáng nay em đi đợi qua đêm của em bao hộp luôn là sao? À, sử dụng dịch vụ nha. À, ok ok. Kiếm đạt luôn. Có thằng lạnh hả? À, cái giường niệm 20 triệu đi bà con. Đây, phía xa xa là cầu Cao Lãnh. Nếu mà không có cầu Lãnh là chúng tôi giờ phải qua đò nè. Rồi qua phà chứ lộn. Ừ. Chỉ còn cái bia cái có giường không? Không biết đường sáng mai chia. Chúng ta đang rất là nôn nóng để qua đêm với nhau các bạn. Đi làm quá xa. Lại luôn. Hên quá tới nhà rồi. Tới nhà tôi rồi anh em. Ta còn xăm mở cửa kìa. Ờ qua xăm kêu Khang qua xăm miếng ủng hộ đi. Xăm ủng hộ. Khang qua dạch ít lên xăm cái gì đó ha. Qua xăm ủng hộ. Tới nhà rồi anh em ơi. Chúng tôi đã tới nhà rồi. Mà nhà của Phan Trung Mẫn. Ê ê ê ê. Mình có móc lại. Chíp chíp chíp. Chíp. Tới nhà rồi. Đi show xong rồi về nhà có đèn hư. Đó. Chịu nói không? Chịu nói không? Chữ nó hết nhiêu mà 20 triệu 100 ngàn. Chữ 20 triệu 200 ngàn. Ở 100 ngàn. Chốt rồi, chốt rồi, nhiêu tiền? 20 triệu 100 ngàn. 19 triệu 800 ngàn. Mà bo cho ba anh em gáp 100 ngàn thì thành ra 20 triệu 100 ngàn. Dạ. Nói sao rồi? Yên tâm, anh đã nói, anh đã nói đen lên là sẽ, anh đỏ tiên đen sẽ không có ai biết anh không có nguy hiểm. Ồ nha. Đi sâu mất nó nguy hiểm. Mất mạng rồi, cho cái ba mạng rồi. Phải có một lý do gì chứ. Cảm ơn anh em đã theo dõi nha. Nhớ cho mình một like và đăng ký kênh để đón nhận những video tiếp theo. Xin kính chào, tạm biệt.